Huyện Hoàng Su Phi có trên 1.200 cây chè san tuyết được công nhận là cây di sản Việt Nam. Cấp ủy chính quyền huyện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị cây chè di sản, chè cổ thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ trồng chè. Xã Thông Nguyên là một trong những xã có diện tích chè lớn của huyện Hoàng Su Phi với gần 668 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch đạt gần 528 ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 2.000 tấn một năm. Nhiều diện tích chè có tuổi đời hàng trăm năm tuổi nằm rải rác trên địa bàn các thôn. Việc giữ gìn bảo tồn diện tích chè san tuyết cổ thụ cũng như các cây được công nhận cây di sản đã góp phần giữ gìn nguồn gen quý cũng như nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm chè. Đối với cây chè mà được công nhận là cây di sản thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương cũng triển khai đến thôn cũng như là hộ gia đình có cây chè là rào chắn các cây chè để chúng ta bảo tồn và duy trì nguồn gen cũng như là phối hợp là triển khai là bón phân để cho cây chè để chúng ta chăm sóc làm sao mà giữ được cây chè phát triển. Cũng là xã có nhiều cây chè san tuyết được chứng nhận là cây di sản, xã Túng Sán có gần 300 ha chè, diện tích đang cho thu hoạch trên 200 ha và phần lớn trong số đó là chè cổ thụ. Hướng dẫn bà con nhà chăm sóc kỹ thuật như là vun sới, cũng như là đặc biệt là không được bón các loại phân hóa học. Đấy, chỉ là chăm sóc để nó mọc tự nhiên thôi, để thì mấy chè thứ nhất là cái chất lượng chè nó tốt và ngon. Huyện Hoàng Su Phi có 1.248 cây chè san tuyết cổ thụ trên địa bàn 5 xã Nậm Ti, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Tà Sử Chóng và Túng Sán đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Việc được công nhận cây di sản có ý nghĩa quan trọng đối với huyện Hoàng Su Phi trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị từ cây chè cổ thụ. Đối với lại huyện đấy thì chúng tôi cũng đã có văn bản chỉ đạo các xã vùng chè là nghiêm cấm cái việc mà chặt phá hay là đánh bán cây. Để đảm bảo tăng giá trị thì chúng tôi đã phối hợp với lại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh cũng như là một số các hiệp hội để công nhận cái chè diện tích chè hữu cơ. Tuy nhiên có một thực tế đó là hiện các cây di sản đều là những cây cổ thụ, già cỗi, một số cây có dấu hiệu sinh trưởng kém, bị sâu bệnh hại, héo lá, chết cành. Trong khi việc bảo vệ cây di sản còn gặp khó khăn do chưa có nguồn kinh phí riêng. Vì vậy, trong thời gian tới, rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành và của cả cộng đồng để bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị của cây di sản trên địa bàn.